Xin chào các quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi sẽ xin test 3 cặp loa trong top 10 của tạp chí What Hi-Fi 2019 đã đề cử. Đó là những dòng loa nào chúng ta cùng trải nghiệm. Đầu tiên là dòng Focal 906 đến từ Pháp. Và đây là một dòng loa có cái màng bằng sợi lanh và loa chép rất là đặc trưng của dòng Focal, đó là chép nhôm lộn ngược. Đó, để cho cái tiếng chép được rộng rãi hơn. Dòng thứ hai đến từ Đan Mạch, đó chính là đôi loa Imit M20. Và màng loa này là màng carbon và là loa chép, thì là người dân chơi hay thường gọi là đôm lụa, để cho một chất âm rất là mềm mại. Và dòng thứ ba là dòng BW hay người ta vẫn gọi là Buin Kim 606, có màng loa là Codium và trên này là đom nhôm. Và đây là những đôi loa mà đặc trưng nhất của trong những dòng Huxell và đã đạt được rất nhiều giải thưởng. Còn bộ dàn hôm nay chúng tôi xin giới thiệu dòng Rotel âm ly và CD đều CD14 để làm đồ tham chiếu, để chúng ta cùng test thử với những dòng loa này, để chúng ta sẽ có một sự trải nghiệm xem các dòng loa này cất lên tiếng hát như thế nào. Và tôi sẽ mở một cái đĩa đầy đủ giọng của vocal và đủ cả ba giải để các bạn cùng có một sự trải nghiệm. Thank you.
Các bạn nên đeo tai nghe vào để mình có một cái sự cảm nhận rõ rệt hơn về từng cặp loa một. Và các bạn hãy luôn nhớ đến Thiên Hà Audio chúng tôi là những nhà để trải nghiệm và phân phối cho các bạn những cặp loa như thế này ở số 5 ngõ 198 Thái Hà. Xin chào và hẹn gặp lại.